Rồi, xin chào tất cả anh em chơi audio. Hôm nay Khôi lại tiếp tục làm clip để gửi tới anh em những cái sản phẩm mới nhất, độc đáo nhất có mặt tại Lê Khôi Audio. Thì hôm nay là một con CD rất độc đáo, rất đặc biệt nha. Nó đến từ từ Pháp anh em. Con này là Tan Game, một thương hiệu do Pháp sản xuất nha. Thì đây, Khôi sẽ nói về cái ngoại hình trước, rồi sẽ nói về các cái phần chức năng cũng như là test tiếng cho anh em nghe thử nha. Nắp này nắp zin đây nè, có một vài cái chỗ trầy này, chỗ dơ, nhưng mà không đáng kể, nói chung là hoàn hảo. Ruột gan thì như mới sản xuất luôn nha. Con này thì có cả khiên zin và dây nguồn zin nha, nói chung là đầy đủ đồ chơi, rất là hoàn hảo nha. Hình như có catalog nữa hay sao á, nhưng mà không biết vứt ở đâu rồi, thì cái đó thì chẳng quan trọng gì. Rồi, tôi sẽ nói về cái phần ruột gan của nó ha. Thoạt nhìn thì anh em thấy cảm giác như là nó rất đơn giản đúng không ạ? Nhìn nó thiết kế rất đơn giản ha. Đây cũng có cổng tín hiệu đầu ra, đầu ra này, optical này ha. Nguồn, đặc biệt là cái nguồn. Tất cả anh em nhìn thì có vẻ như đơn giản nhưng mà không hề đơn giản tí nào nha. Các cái linh kiện của châu Âu, của nước ngoài sản xuất thì nó không có to, nó không to và nó không có rườm rà như các cái đồ của Việt Nam, của Nhật anh em ha. Đây bây giờ tôi sẽ quay sát cho anh em xem ha, các cái linh kiện cũng như các cái dạy mã của nó nha, để anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Đặc biệt là đọc đĩa rất là tốt nha, không kén đĩa, không kén đĩa anh em nha. Đây là cái model nha, anh em xem lại, anh em có thể tham khảo thêm. Tan gần CDB 50 nha. Cái model này là khá lớn, tại vì nó có nhiều model lắm, nó từ 20, 30, 40. Cái con này 50, cũng thuộc dạng khá rồi, không phải là cao cấp nhưng mà thuộc dạng khá anh em nha. Máy móc thì nguyên zin, đọc đĩa tốt, anh em nhìn có đọc nè, ốc nó vẫn còn này, ok, chưa đụng chạm này, nó còn dính keo luôn, vừa keo vừa màu luôn anh em. Rồi, để em quay cái máy sát hơn tí nữa ha, rồi anh em xem luôn, mình không phải giới thiệu nữa. Những anh em nào yêu thích đồ đồ châu Âu, tiếng của châu Âu, thì con này rất là hay, rất là đáng để chơi. Điện thì có bốn dòng điện 110 cho đến 240, anh em xài cái nào cũng được. Công suất thiết kế là tới 30W anh em ha. Thông số khá lớn nha, cho tiếng nó dày dặn một. Và có một cái nữa là con này có khiển zin lên này nha, khiển zin và dây nguồn zin theo máy nha. Rồi, đọc đĩa thì không kén đĩa nha. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test cái tiếng nha. Đây, đĩa nó có sẵn rồi. Đây anh em ha, mình bấm thử nè. Nè. Dừng này ha. Hát rất là nhanh anh em. Truyền bài nữa ha. Khôi muốn để cái bài này để anh em nghe thử được cái tiếng nha. Chưa thay lá, anh về sự
trời vỡ vòng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Chịu kiếp lưu đày, suốt nay mình em lẻ loi, có còn tiếng nhớ xuân xưa. Này Bùi nè, dài tay đêm từng nhung nhớ, em ơi chờ gió. Đây cái đĩa này anh em Tuấn Hiệp Acoustic anh em nha. Anh em nào thích cái giai điệu này thì tìm mua cái đĩa này về nghe nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Thì mình test thử cái tiếng để anh em nghe, và anh em nào cảm thấy nó hợp, thấy nó hợp với dàn của mình thì ủng hộ cho Lê Khôi Audio. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em một tuần mới, một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và có nhiều cảm hứng để chơi audio. Những anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều sản phẩm mới, cũng như để ủng hộ cho kênh của Lê Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào anh em, gặp lại những anh em những clip sau.